Điển Di, Lữ Bố, hai trái tim sắt thép, một cuộc đời hào hùng và bi tráng. Điển Di và Lữ Bố đều là những danh tướng hàng đầu thời Tam Quốc, được mệnh danh là đệ nhất mãnh tướng. Cả hai đều có sức mạnh, tốc độ và kỹ năng chiến đấu vô cùng xuất chúng. Hai người đều là những chiến binh nổi tiếng với sức mạnh ấn tượng, nhưng họ có những kỹ năng và đặc điểm khác nhau. Thời Tam Quốc, chiến tranh loạn lạc, anh hùng hào kiệt mọc lên như nấm. Trong số đó, Điển Di và Lữ Bố là hai danh tướng được mệnh danh là đệ nhất mãnh tướng. Họ đều là những chiến binh với sức mạnh phi thường khiến người đời ngưỡng mộ. Điển Di được mô tả là một người cao lớn, lực lưỡng, cưỡi ngựa như bay, múa thương như múa phượng. Ông có sức khỏe phi thường, có thể một tay nâng lá cờ khổng lồ, một tay cầm cây côn dài 10 thước mà vẫn di chuyển linh hoạt. Điển Di cũng là một chiến lược gia tài ba, từng giúp Tào Tháo giành chiến thắng trong nhiều trận đánh quan trọng. Điển Di phục vụ dưới trướng Tào Tháo, thường được mô tả là một chiến binh mạnh mẽ và khỏe mạnh. Ông nổi tiếng với sức mạnh cực kỳ sung mãn, lòng trung thành và khả năng sử dụng cái gậy dài. Sự trung thành của ông với Tào Tháo là huyền thoại, và sức mạnh về thể chất của Điển Di tạo nên một sức mạnh đáng kể trên chiến trường. Lữ Bố là một người có tướng mạo phi phàm, cao 8 thước, đầu báo, mắt tròn, sâu hùng, hàm én. Ông có sức mạnh và tốc độ cực kỳ kinh người, được mệnh danh là chiến thần. Lữ Bố cũng là một tay kiếm vô địch thiên hạ, có thể sử dụng phương thiên quả kích một cách điêu luyện. Lữ Bố là một chiến binh nổi tiếng và đáng sợ, thay đổi liên minh nhiều lần trong cốt truyện. Kỹ năng chiến đấu của Lữ Bố xuất sắc, thường được miêu tả như một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất thời kỳ Tam Quốc. Lữ Bố nổi tiếng với khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả côn dài. Điều này làm tăng tính đa dạng của phong cách chiến đấu của Lữ Bố. Về sức mạnh, Điển Di và Lữ Bố đều ngang tài ngang sức. Điển Di có sức khỏe phi thường, có thể nâng cao và tung lá cờ khổng lồ, trong khi Lữ Bố có thể sử dụng phương thiên quả kích nặng ký một cách điêu luyện. Về tốc độ, Lữ Bố có phần nhỉnh hơn Điển Di. Lữ Bố được mệnh danh là chiến thần, có thể cưỡi ngựa như bay, múa kiếm đẹp như rồng bay phượng múa. Về kỹ năng tư duy và chiến đấu, Điển Di và Lữ Bố đều là những chiến lược gia tài ba, từng giúp quân chủ của mình giành chiến thắng trong nhiều trận đánh quan trọng. Như vậy nếu đơn đấu, kết quả của trận đấu giữa Điển Di và Lữ Bố sẽ rất khó đoán. Trong trận đấu một đối một giữa Điển Di và Lữ Bố, có lẽ đó sẽ là một cuộc đối đầu kịch tính. Cả hai đều là những danh tướng hàng đầu, có sức mạnh, tốc độ và kỹ năng chiến đấu vô cùng xuất chúng. Tuy nhiên, nếu xét về yếu tố tốc độ, Lữ Bố có phần nhỉnh hơn Điển Di. Do đó, nếu Lữ Bố có thể tận dụng lợi thế tốc độ của mình để tấn công Điển Di, ông có thể giành chiến thắng. Cả hai chiến binh đều có kỹ năng cao và sức mạnh phi thường. Sự đa dạng với nhiều loại vũ khí có thể mang lại một lợi thế nhỏ cho Lữ Bố. Tuy nhiên, lòng trung thành kiên định và sức mạnh thể chất khủng khiếp của Điển Di làm cho ông trở thành một đối thủ đáng gờm. Cuối cùng, kết quả của một trận đấu như vậy có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm hoàn cảnh cụ thể của trận chiến, địa hình và chiến thuật được sử dụng bởi mỗi chiến binh. Trong thế giới Tam Quốc diễn nghĩa, tính không dự đoán được của các đối đầu cá nhân là một đề tài lặp lại, làm cho việc xác định người chiến thắng trong một trận đấu giả định giữa Điển Di và Lữ Bố trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nếu Điển Di có thể sử dụng sức mạnh và kỹ năng của mình để phòng thủ, ông cũng có thể tạo ra cơ hội phản công và giành chiến thắng. Cuối cùng, kết quả của trận đấu sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố may mắn.